trong sự bình yên để quên được anh chẳng dễ dàng. La 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 anh thôi đành để cho đất vui trốn. Tình yêu một lần hóa cho tan. Em thường quan tâm cảm xúc của anh hơn mình đâu em cũng lấy. Từng đã yêu anh nhưng giờ thấy không. Em đã rất mạnh mẽ để cố gắng quên anh rồi. Em thật sự yêu anh chỉ là quá khứ thôi.
Mãi
xa chờ em về. Một người nuốt nước mắt từng đêm, từng làn tóc bờ môi em vẫn còn. Chẳng có lòng người nào đổi thay. Rồi ngày tháng nhẹ trôi nhạt nhòa, đoạn đường vẫn còn ai với ta. Nhìn vào mắt của nhau chưa bao muôn dầu, anh nghĩ ta nên rời xa nhau. Thôi thì em hãy về đời gấm hoa luôn là nơi cho em tâm thân đây ngọc ngà. Ở nơi chốn quê phòng cầu mong em không không, mong người thương của em yêu thật lòng. Phía đời cuối con đường ta sẽ đi về đâu, đôi câu thương nhớ nhau này cũng phải màu. Nỗi đau cứ dây vò đời anh cô liêu mãi, hai ta có duyên nhưng chẳng nơi
tôi nghe chuyện về một người mà anh thương lắm. Lớn là vài câu anh nói hết thấy lòng, cô ta làm anh đau rồi phải không? Bên anh em biết có rất nhiều người, nhưng khi anh không chỉ em mà thôi. Cô ta sẽ phải nuối tiếc khi mà bỏ rơi một người tuyệt vời như anh. Nghĩ đi mà xem, lúc anh vừa trưởng ra I'm not afraid to die.
muộn màng. Em tiếc nuối năm tháng qua rồi, khi xưa sao em không nói, em không nói yêu anh. Em tiếc nuối tiếng nuối vì em không dám nói, nói rằng em yêu anh để giờ lạc mất anh. Em nhớ anh nhớ lắm, em muốn anh quay về đây với em chỉ một mình. Em biết một điều là em không thể nào nói với anh rằng em yêu anh từ lâu rồi mà anh đâu biết từ anh người yêu. Bởi vì em cứ im lặng vì em sợ anh sẽ bận tâm, vậy nên cứ yêu thầm anh không dám nói. Em cứ nghĩ rằng lặng tình rồi từng ngày tình yêu đắp xây, nào ngờ anh đã cùng ai đi về miền đất mới. Còn em đứng đây nhìn anh đi mà lòng em đớn đau. Em tiếc nuối vì em chưa kịp nói lời yêu anh. Nơi
Thank you.
sâu thêm. Không bình tâm như anh vẫn nghĩ, nghĩ về em. Đừng đi nhé anh, xin trả ra em. Ngày qua mỗi ngày yêu đuối thêm vì ai, vì tin có những lời hứa mãi lời hoay trong chữ yêu. Phải làm sao em thật xích xiêu của anh. Chỉ rồi còn chần chờ làm gì em ơi, chuẩn bị đi ngày mai.
là gì nếu không đào hoa là gì? Đào hoa là gì nếu không đào hoa là gì? Đào một chàng đẹp trai phong lưu và duyên dáng, ánh mắt đã tình yêu cô si mê. Có chồng đào hoa các cô cần phải đề phòng, bởi vì đào hoa mỗi khi được tiếng thì chung người mang kính đeo bông tình bay bướm niềm phiền khổ những người khổ cùng là người yêu đào hoa. Not
người kiếp sau. Rồi đến lúc mắt sẽ mờ, nói cũng chẳng rõ lời. Em sẽ nguyện bên anh trao anh những lời ngọt ngào lúc xưa.
xóa gì. Người hãy nói đi, đừng bắt em phải nghĩ đi suy. Để rồi từng đêm thao thức lệ tràn ướt đôi khóe mi, cũng chỉ bởi vì anh ra đi chẳng lời biệt ly. Rồi những ngày qua em phải sống trong nỗi cô đơn, phố đông tim mạnh lòng xanh mình em yêu anh. Giờ anh nơi đâu, xin hãy trả lời một lần em đi. Lý do hai ba kết thúc là tại sao? Hãy subscribe.
Thank you.